không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Hộ nghèo chuẩn tỉnh và hộ cận nghèo chỉ còn 0,13%. Mức hưởng thụ đời sống chăm quá tinh thần ngày càng cao. Tất cả là sự nỗ lực vì nhân dân của cả hệ thống chính trị thành phố Bà Rịa. Nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân là một trong những mục tiêu trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 6. Cụ thể hóa mục tiêu này, năm 2021, Thành ủy Bà Rịa ban hành nghị quyết 04 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quán triệt vận dụng đúng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên tinh thần đổi mới sáng tạo để đề ra những quyết sách đột phá phù hợp thực tiễn địa phương, đề cao sự nêu gương của cán bộ, sự đoàn kết, thống nhất trong các ủy chính quyền. Song song đó, thành phố Bà Rịa đã nỗ lực kiến tạo niềm tin, sự hài lòng của nhân dân thông qua kiên trì thực hiện mục tiêu gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa đời sống vật chất và văn hóa tinh thần. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận thành phố đã tập trung mọi nguồn lực nhất về công tác chăm lo cũng như là xây dựng nhà, sửa chữa nhà và hỗ trợ các chính sách cho các đối tượng, đảm bảo thực sự nó xuyên suốt và thứ hai nó hiệu quả và đúng đối tượng. Riêng các gia đình khó khăn thì thành phố cũng thành lập các đối tượng. Gia đình khó khăn thì thành phố cũng có hai quỹ đối với hộ nghèo, thì trong đó có quỹ cái hỗ trợ hộ nghèo. Còn đối với các đối tượng gia đình chính sách thì đó có cái quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thì thành phố cũng tập trung rà soát và đi thăm các đối tượng này được hưởng chế độ chính sách theo đúng quy định của tỉnh. Trong tiến trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, thì giảm nghèo, tiến tới xóa nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng nhất, và trao cho người nghèo cần câu là phương châm của chính quyền thành phố Bà Rịa trong chương trình xóa nghèo bền vững. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Bà Rịa đã tạo điều kiện cho 343 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng, hỗ trợ 832 lượt học sinh, sinh viên vay vốn học tập hơn 28 tỷ đồng. Các khách hàng được quản lý theo hình thức tổ tiết kiệm vay vốn nên khả năng bảo toàn và phát triển vốn cao hơn. Hiện toàn thành phố có 162 tổ tiết kiệm vay vốn. Nhờ những cần câu chắc chắn như vậy, các hộ nghèo ở thành phố đã vươn lên, tự tin, độc lập phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, thành phố Bà Rịa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực. Niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao. Đến tháng 10 năm 2024, số hộ nghèo còn lại là 42 hộ, chiếm 0,13% so với tổng số hộ dân. Như vậy, thành phố Bà Rịa đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước 2 năm so với mục tiêu đặt ra tại nghị quyết số 04 là phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn giảm còn dưới 0,31%. Song song đó, thành phố Bà Rịa quan tâm thực hiện các chính sách về y tế, giáo dục, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tiền điện, trợ cấp xã hội, chăm lo đời sống cho hộ gia đình khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã cấp trên 10.600 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá trên 7,6 tỷ đồng cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo. Xây mới sửa chữa 156 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Phiên chợ đồ cũ ngày thứ bảy được Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa phối hợp với các hội đoàn thể khởi xướng từ tháng 8 năm 2024 với mục đích kết nối, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cũng là lan tỏa tinh thần tiết kiệm, lối sống xanh, trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đây cũng là mô hình cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin nhân dân của thành phố. Phiên chợ đồ cũ là một cái chương trình
chia sẻ, kết nối yêu thương và có trách nhiệm với môi trường. Thì dưới phương châm là ai thừa thì cho đi, ai thiếu thì đến nhận. Thì cái việc làm này không phải là mới. Tuy nhiên lần này Ủy ban thành phố chủ trì cùng với Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố, đến các phường xã, chúng tôi tổ chức lại căn cơ hơn, bài bản hơn, để mà làm một cái cầu nối giữa là những người cho và người nhận, có một cái địa chỉ cũng như là có một cái nơi để mà trao đổi, là có những cái quà tặng, những cái sản phẩm cũ, những sản phẩm là còn giá trị sử dụng, có thể tái chế, trao tặng cho những cái người mà đến nhận có nhu cầu. Hàng hóa chủ yếu của phiên chợ đặc biệt này là đồ dùng học tập, sách vở, quần áo và thực phẩm. Thêm một điều đặc biệt nữa là chợ chỉ bán cho khách hàng có hoàn cảnh khó khăn với giá 0 đồng. Để tổ chức phiên chợ, cán bộ, công chức, viên chức, các xã phường, hội viên, các hội đoàn thể cùng đóng góp theo khả năng của mỗi người. Bên cạnh đó là sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thì cũng được sự hưởng ứng nhiệt tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường, các cơ sở trực thuộc và cũng như là các cơ quan đã đóng góp, và đặc biệt là bên thành hội cũng kêu gọi sử dụng các vật dụng tái chế lại, đồ dùng về các máy móc thiết bị để cùng chung với Ủy ban nhân thành phố phát động cái phiên chợ đồ cũ ngày thứ bảy. Nhờ sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ hội viên trên địa bàn thành phố, phiên chợ đồ cũ ngày thứ bảy có nhiều hàng hóa phong phú, đa dạng với nhiều gian hàng gồm áo dài, quần áo, đồng phục học sinh, sách giáo khoa, giày, dép. Dưới sự chăm chút tỉ mỉ của các cô chú, anh chị, những món đồ tại phiên chợ vẫn rất đẹp, sáng tươi và được bán với giá 0 đồng. Đối với những gia đình khó khăn, đây thật sự là phiên chợ nghĩa tình. Bản thân gia đình ấy, thì nói chung là hôm qua là tôi ủng hộ vừa rau cải các loại, chuối, hôm nay là coi như là đu đủ. Thì nói chung là cũng góp mọi người một xíu để làm sao để làm cho cái chợ không đồng, hắn được tốt đẹp hơn và hắn sung túc hơn. Thì cũng là cái lần này để rút kinh nghiệm cho lần sau nếu như xã tổ chức nữa thì chắc sẽ là vận động nhiều người hơn nữa. Đến nay, thành phố Bà Rịa đã tổ chức được 4 phiên chợ đồ cũ ngày thứ bảy và đã giúp đỡ chia sẻ cho hơn 2.000 người, góp phần giúp họ giảm bớt khó khăn và hơn hết là tạo niềm tin để họ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thông qua nhiều hình thức, cách làm, các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng đã nỗ lực chăm lo cuộc sống vật chất tinh thần cho hội viên, nhân dân khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã vận động được gần 278 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội. Số tiền này được sử dụng để triển khai nhiều mô hình hoạt động nổi bật. Cụ thể như gần 77 tỷ đồng được dùng để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh. Hơn 40 tỷ đồng được dùng để xây mới và sửa chữa 796 căn nhà, gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ vật tư, con giống và các hoạt động khám chữa bệnh, trao thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh. Việc huy động nguồn lực thì thành phố Bà Rịa được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các vị ủy viên ủy ban mặt trận, rồi các phường xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa cùng chung tay hỗ trợ. Đặc biệt là hàng năm thì chúng tôi có tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Thì qua đó thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn, các tổ chức doanh nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cấp hội cơ sở căn cứ vào đặc thù của địa phương, đơn vị xây dựng triển khai hàng ngàn hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nói riêng, phụ nữ nói chung. Qua đó đã cổ vũ động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
các cấp hội rất là chung tay để mà chăm lo cho đời sống của hội viên phụ nữ cũng như là trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố. Và đặc biệt là cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu vừa rồi là có tạo cái sự lan tỏa rất là mạnh mẽ trong cán bộ hội viên cũng như nhân dân thành phố Bà Rịa. Ngoài ra thì các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể thao thì các cấp hội từ thành phố đến cơ sở là các cái tổ chức nhiều hoạt động rất là sâu rộng và lan tỏa. Trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để nâng cao các chỉ số thành phần. Trên quan điểm, lấy hạnh phúc nhân dân là giá trị cốt lõi, là thước đo của sự phát triển. Thành phố Bà Rịa tiếp tục thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý để tiếp tục đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.